Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển điện Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận 888-880-8345 Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhị Huyền và Lê Thái Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất là cái nhiều cái mối quan hệ, quan hệ đồng nghiệp, nào, quan hệ về bạn bè, về cả trong cái gia đình. Nhưng mà để kiếm một người bạn thân, thật sự nói là thân, rất là khó thưa quý vị. Đôi khi chúng ta nghĩ những cái người mà họ nổi tiếng, là mình nghĩ rằng là Ồ, oh, họ rất là nhiều bạn vì cái cách quan hệ của họ hoặc là về những cái social life của họ nó rất là rộng nhưng mà không có đâu quý vị. Để mà họ kiếm một người bạn mà thật sự tin tưởng tôn trọng và không có cái sự ganh tị ở trong đó rất là khó. À, ngày hôm nay thì quý vị cũng coi hay coi những cái chương trình của bà Oprah Winfrey là một trong những cái show nổi tiếng của bà ta. Trong cuộc đời của bà ta, bà ta chỉ có hai người bạn thật sự và kia đó là thật sự mà thôi. Thì hôm nay bà chia sẻ cái quan điểm của mình về việc không thể duy trì tình bạn. Cái lý do tại sao? thì opera đã chia sẻ cái quan điểm của mình về việc không thể duy trì tình bạn với những người có dấu hiệu ghen tị trong một cái cuộc phỏng vấn gần đây với bạn thân gail king opera đã nhấn mạnh rằng sự ghen tị có thể phá hủy tình bạn bà kể lại một cái trải nghiệm của mình về một người bạn đã có thái độ không tốt về việc bà mua một cái chiếc váy mới và điều này khiến bà cảm thấy rất là không thoải mái và cái tình bạn đó nó chấm dứt luôn. Tại vì theo cái quan điểm của bà, nếu mà có chỉ có một chút cái sự ghen tị ở trong đó thôi, thì cái người bạn đó họ tìm cách để mà dìm mình xuống. Và họ không còn cái sự tin tưởng nữa. Nếu mà mình chơi với một người đó, mình nghĩ người đó lúc nào cũng sẽ chơi ở sau lưng của mình hoặc là dìm mình, thì làm sao mình chơi được phẩm thưa quý vị? Và Opera cho biết rằng, nếu bạn thân thấy dấu hiệu ghen tị từ một người bạn, bạn nên giữ cái khoảng cách với họ bà cũng nhấn mạnh rằng một người bạn thật sự sẽ không bao giờ phản bội bạn và luôn vui mừng cho những cái thành công của bạn kể cả khi mà mình mặc đẹp hoặc là có những cái thành công thì người đó cảm thấy vui như là của chính họ như vậy thì đó mới là thật sự của là một cái tình bạn oprah winfrey có những cái quan điểm sâu sắc chân thành về tình bạn bà thường nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc có những người bạn thật sự những người luôn ủng hộ và không ghen tị với thành công và nhất là cái vai của bà Oprah nữa bà rất là thành công tiền nhiều và Oprah tin rằng một người bạn thật sự Uh, sẽ là luôn luôn đồng cánh và luôn luôn ủng hộ mình ở bên đó và không có cái sự ghen tị nhiên nhóm một chút đối với bà nếu mà ghen tị chút xíu thôi cái tình bạn đó coi như cũng hết rồi và bà cũng chia sẻ rằng thì bà có ba người bạn thân thiết vừa rồi đó là Gail King, Maria và Park Green và bà cho rằng uh, giữ cái vòng tròn bạn bè càng nhỏ thì duy trì cái mối quan hệ nó sâu sắc, chân thành nhiều hơn và opera cũng kể lại những cái trải nghiệm khi đi du lịch cùng gay keo King. đó là quý vị vừa mới thấy ở trên ba người và cho thấy sự kiên nhẫn sự hiểu biết lẫn nhau và yếu tố quan trọng trong một cái tình bạn bền vững bà nói đó là cái tình bạn thôi quý vị chứ không phải là cái tình yêu hoặc là cái người bạn đời của mình thì là nó khác nữa đó là bạn thân mà mình chơi thường ngày và bà cũng nhấn mạnh rằng tình bạn với những người phụ nữ có cùng chí hướng là rất quan trọng vì họ phản ảnh những cái giá trị quan trọng nhất đối với chúng ta và giúp chúng ta phát triển những cái phẩm chất tốt đẹp thì quý vị nào có những cái tình huống và cái mối quan hệ của mình và bản thân của mình hay không thì thật sự về cái khi mà như đọc cái, cái khi mà nghe cái show này của bà opera thì như cũng thấy rằng cái cái cuộc sống nó đúng là thực tế, kiếm một cái bạn thân rất là khó. Để có một bạn thân chính lê thái và Như Huyền cũng vậy, kiếm một cái bạn thân cũng đâu có dễ phẩm lê thái. Khó. Quan hệ rất là nhiều, bạn bè mà để xã giao rất nhiều, nhưng mà để có một người bạn thân mà mình có thể mình kể chuyện hoặc mình đối với Như Huyền đôi lúc không có luôn thưa quý vị. Quan hệ trọng rinh luôn đó mà vẫn chưa có bạn thân. Yeah. <laughs> à nó đúng ra thì tìm một người bạn thân ở ở cái xã hội hiện tại này khó lắm thưa quý vị. Để mà chia sẻ đó rất là khó bạn thân để mà đi chơi uống cà phê hay là bạn nhậu thì cũng có chứ không ừ. phải không nhưng mà để mà mình chia sẻ được á, thì rất là khó tìm thậm chí là mình chia sẻ xong rồi ngày mai mình thấy ở bô sa biết hết <cười> <cười> có nghĩa yeah. là thôi à, để mà tìm cái người bạn như vậy khó lắm à, yeah. đối với nữ thì cũng càng khó hơn tại vì thường thường cái sự ganh ghét nó quá nhiều đi Hiện nay cái xã hội rồi. cái sự ganh ghét tị hiềm nó nhiều lắm đôi lúc mình không làm gì người ta cũng ghét mình nữa uh -huh. đến là mình ho yeah. thôi mình hít khí trời thôi người ta cũng ghét mình nữa mà mình Cười không ghét. làm chưa gặp bao giờ mà người ta cũng ghét mình nữa uh -huh. có nghĩa là thôi thì mình sống cho đúng cái mục đích và đúng với lại cái đạo đức bản thân cũng uh -huh. như là những cái gì mà chúng ta đã từng quan niệm từ trước đến nay uh, cho nó đúng với là con người của mình đối với xã hội thì đã đủ rồi còn cái chuyện mà có người bạn không đó là cái do cái may may, may mắn số uh -huh. phận của mỗi người cái duyên ừ. nó giống như tròn bờ tròn chồng vậy thôi thưa quý vị À, bọc răng sứ chị à, như huyền có giờ này nhìn quay lại nhìn, nhìn nữa phải hết hồn thưa quý vị bọc răng sứ không phải là mới đây từ xưa đến nay cái cái, cái gọi là cái cái trào lưu mà chúng ta bọc răng sứ ấy, nó xuất hiện rất là nhiều mấy chục năm về trước rồi nhưng mà càng ngày thì các cái cái kỹ thuật nó càng tân tiến hơn rồi ừ. nhiều cái loại mà răng sứ nó khác nhau nhưng mà song song đó thì tiềm ẩn đối với xã hội nó càng phát triển thì cái chuyện lừa gạt giả mạo và làm dọa làm xạo thưa quý vị thì nó vẫn nhàn nhãn đem ra là chúng ta bỏ tiền ra mà tiền mất tật mang cái răng sứ là không như chúng ta mong muốn và ngày hôm nay Lê Thái xin vén bức màn bí mật về cái trào lưu bọc răng sứ mà trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã đang và sẽ làm như thế nào? Hiện nay thưa quý vị, vấn đề mà bọc răng sứ nó rất là phổ biến và trở thành một cái trào lưu và việc mà chúng ta theo cái xu hướng này á, bọc răng sứ thẩm mỹ nó giúp cho nâng cái tầm nhan sắc của mình lên, với lại khiến không ít người chúng ta rất là tự tin nhưng mà lại không ít người lại vỡ mộng với khi mà chúng ta sau khi mà bọc răng sứ. Cái làm đẹp bằng việc mà bọc răng sứ nó không có còn xa lạ với uh, giới tính nam cũng giới tính nữ nữa thưa quý vị. Tất cả mọi lứa tuổi, giới tính, ngành nghề đều tìm đến cái giải pháp mà chúng ta bọc răng sứ thẩm mỹ để cho có nụ cười tự tin hơn. Bọc răng sứ nó giúp cho chúng ta khắc phục nhanh chóng những cái khuyết điểm của răng bị sức mẻ hoặc là răng thưa hô, móm ở mức độ nhẹ hay là răng bị nhiễm kháng sinh, bị xỉn màu, bị ố màu thì cái lớp áo mới này của răng nó sẽ đem đến cho mọi người chúng ta có một sự tự tin rạng ngời và vô cùng tự nhiên khi mà chúng ta bọc vào chính vì cái sự thay đổi này thưa quý vị thành ra cái việc mà bọc răng sứ nó đã khiến không ít người cả tin và lao mình vào những cái bẫy được dăng sẵn ở trên mạng xã hội mặc kệ những cái biến chứng nguy hiểm rình rập từ những cảnh báo của những chuyên gia và những người riêng về nha khoa trước đó nhiều quan niệm người ta cho rằng bọc răng sứ là cái kỹ thuật phục hình đơn giản và bất cứ nha sĩ nào cũng có thể làm được nhưng mà thật sự không phải thưa quý vị, bọc răng sứ là một cái phương pháp thẩm mỹ răng miệng tối ưu và được thực hiện trong cái thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng ta phải thực sự tìm hiểu kỹ về cái phương pháp làm đẹp này và tuyệt đối là không được thực hiện bởi một cái người có tay nghề yếu và phải là bác sĩ chuyên khoa và người có nhiều kinh nghiệm thì mới giao gọi là giao trứng cho cái người không có ác được à, hiện nay thưa quý vị nếu như chúng ta tìm đến những cái um, những cái gọi là cái phòng dental hay là dentist nào mà nổi tiếng đó thì với lại cái tay nghề mà mang cái tầm gọi là cái tầm đẳng cấp đó, thì ở Bô sa hay là ở, ở ở Hoa Kỳ chúng ta thì khá nhiều những cái người làm làm dental rất là giỏi rất là hay nhưng mà bọc răng sứ ở Hoa Kỳ thì thật sự thưa quý thưa quý vị nó vô cùng đắt thành ra nhiều người người ta chọn cái cách là người ta về Việt Nam người ta làm và khi về Việt Nam chúng ta làm việc kiều thì chúng ta thấy là nhiều cái cạm bẫy nếu như chúng ta không biết được một cái chỗ uy tín để mà làm thành ra làm những cái cơ sở không uy tín đó, tiền mất tật mang mà tiêu luôn cái hàm răng của mình luôn và nó làm cho chúng ta có thể là gây tổn thương nghiêm trọng đến răng gốc và nếu như mà không xử lý kịp thời thì có sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái tủy răng hoặc là nhiều cái biến chứng về răng miệng nói chung nếu như chúng ta chọn cơ sở không uy tín khi mà về Việt Nam làm cái hiểm họa khung lược khi mà lạm dụng bọc răng sứ là như thế nào rất là nhiều cái chương trình giảm giá chúng ta thấy rằng nó giảm đến 50% nhưng thật sự á thưa quý vị nó khi mà đã làm rồi không thể nào chỉnh sửa được và nếu mà chỉnh sửa vô cùng khó khăn và gây đau đớn và nếu như mà tiền nào của đó nó giảm 50% thì tiền nào của đó tại vì hiện nay thì cái khi mà cái 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 chân răng của chúng ta đó nếu mà gặp vấn đề về sai lệch cái khớp răng hoặc là cắn quá mạnh lắm hoặc là gặp những cái vấn đề như là nha chu, chân răng yếu đó, không bảo đảm được cái chức năng làm trụ đó thì chúng ta không được đi làm răng sứ hoặc là chúng ta có bệnh máu khó đông, bệnh tim mạch tuyệt đối là không được bọc răng sứ và triệt để là những cái bệnh lý nền chúng ta phải là bảo đảm an toàn khi mà chúng ta uh, đến một cái cơ sở nha khoa uy tín để không thể nào nó làm gây viêm nhiễm đau buốt cho cái răng của chúng ta nặng hơn là có thể làm gãy răng viêm lợi và nhiều cái bệnh lý khác liên quan thành ra nếu như quý vị nào mà chúng ta đã từng làm răng ở hoa kỳ mắc chút xíu mà nó an tâm có thể bắt đàn được nhưng mà nếu mà về việt nam thì nhớ là tìm cái cơ sở nào uy tín để mới làm nhiều người bạn của lê thái đã bị tìm mất tật mang làm xong rồi đang cười ha ha nó xúc cái răng ra nó hả? lầu cái răng răng góc răng thỏi nhỏ xíu ở trong nó tôi lê thái đã từng chứng kiến thành ra thôi thì nếu như mà làm Răng chúng ta đã đẹp rồi thì chỉ có làm trắng hoặc là chúng ta giữ gìn cho nó tốt thôi Chứ đừng bao giờ mà để mà mài cái răng nhỏ như răng thỏ xong rồi gắn bọc sứ vào thì ăn cũng mất ngon đó. Nhiều người người ta cũng nói yếu, đây. yếu đi ăn mất ngon à, Và cái thông tin về răng sứ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng ngày Chủ nhật hôm nay Một đường nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau